Trong các ngày 20 đến 23 tháng 8, đàn voi rừng khoảng 10 con liên tục cáo về Buôn Đờ Răng, Post, xã Krông Anna, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk, phá hoại nhiều hecta hoa màu đang vào vụ thu hoạch của các hộ nông bạch, của các hộ đồng bào. Đã 3 ngày nay, ông Y Buôn Bờ Rông phải ở ngoài dãy để canh chừng đàn voi rừng về phá hoại hoa màu của gia đình. Ông Y Buôn cho biết, tối ngày 20 tháng 8, đàn voi rừng tập trung thành từng đàn kéo về buôn kiếm ăn, phá hoại nhiều hoa màu của gia đình. Hơn 4 sào bắp sắp thu hoạch của gia đình ông đã bị voi dẫm nát hoàn toàn. Trong diện tích bắp của gia đình tôi là 2 hect. 2 hect tức là 800 mét vuông. Trong đó có trồng ít lúa nữa là lúa khoảng 5 sào. Nếu mà tính ra là riêng bắp là đúng 2 hect. Giờ là trong này giờ là voi rừng nó vô nó phá 2 lần rồi. Trong các ngày 21 và ngày 22 tháng 8, đàn voi này lại tiếp tục di chuyển tới khu vực gần suối Đà Răng Pốc, phá hoại hàng hecta bắp lúa, mía và hoa màu của bà con đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch. Ngày 21, trong đó đâu có biết đâu, người dân vào rẫy chúng ta đi lấy măng, về rồi báo, rồi tối đấy cũng qua rẫy đuổi, nó cũng chạy. Tối hôm qua nó lại phá một lần. Buôn Đà Răng Pốc là vùng lõi nằm trong vườn quốc gia Yóc Đôn, đồng bào thường trồng nhiều loại hoa màu. Trong 2 năm trở lại đây, voi rừng thường xuất hiện phá hoa màu của nông dân, khiến cuộc sống của bà con nơi đây đã khó khăn, nay lại còn khó khăn hơn. Voi rừng rất hung dữ nên mỗi khi chúng xuất hiện, người dân Buôn Đà Răng Pốc đã phải tìm cách để xua đuổi. Đây là thiết thâu. Mỗi khi thấy voi về, tôi lấy cây, tôi đập cây cho voi chạy. Để tránh xung đột giữa người và voi, trong những năm qua, cán bộ trạm kiểm lâm Đà Răng Pốc, vườn quốc gia Yóc Đôn, Đắk Lắk, trung tâm bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk đã tuyên truyền cho các hộ dân trong buôn không nên ngủ lại lán trại ở trong rẫy, nên xua đuổi voi bằng tiếng động lớn của chiêng, trống hoặc đốt lửa cho voi sợ mà tản đi, tuyệt đối không được lại gần, tránh xung đột giữa người và voi.